Cô chào tất cả các con. Tiết học hôm nay chúng ta cùng đến với một bài học nói về một địa danh rất gần gũi với chúng ta, là nơi mà chúng ta đang sinh sống, đó là thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thành phố Hồ Chí Minh. Các con hãy xác định thành phố Hồ Chí Minh trên lược đồ. À, đây là thành phố Hồ Chí Minh nằm ở vị trí này. Chúng ta cùng nhau đến với hoạt động thứ nhất, thành phố lớn nhất cả nước. Câu số 1, thành phố Hồ Chí Minh nằm bên bờ sông nào? Câu số 2, thành phố Hồ Chí Minh đã có bao nhiêu tuổi? Câu số 3, thành phố được mang tên Bác từ năm nào? Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông Sài Gòn. Và thành phố Hồ Chí Minh đã có trên 300 năm tuổi. Thành phố được mang tên Bác từ năm 1976. Ngoài có tên là thành phố Hồ Chí Minh thì thành phố này còn có tên gọi nào khác? Thì trước thời kháng chiến chống Mỹ có tên là Gia Định, trong thời kháng chiến chống Mỹ có tên là Sài Gòn, và bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh. Các con quan sát lược đồ thành phố Hồ Chí Minh và chỉ vị trí giới hạn thành phố Hồ Chí Minh trên lược đồ. Câu số 2, thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp với những tỉnh nào, tiếp giáp với biển nào? Các con cùng quan sát lược đồ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chỉ vị trí giới hạn của thành phố Hồ Chí Minh trên lược đồ. Đây là thành phố Hồ Chí Minh. Theo những viền đỏ này. Và thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp với những tỉnh nào? Thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp với tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh và tiếp giáp với Biển Đông. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ta có thể đi tới các tỉnh khác bằng loại đường giao thông nào? Thì chúng ta có thể đi bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Các con hãy xem bảng số liệu về diện tích và dân số của một số thành phố lớn của đất nước chúng ta. Sau khi quan sát về bảng số liệu về diện tích và dân số của các thành phố thì các con thấy dân số ở thành phố Hồ Chí Minh là thành phố có số dân đông nhất. Từ đó ta rút ra kết luận, thành phố Hồ Chí Minh nằm bên bờ sông Sài Gòn, có lịch sử trên 300 năm, là thành phố có diện tích và số dân đông nhất cả nước. Hoạt động tiếp theo, chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Thành phố là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học lớn. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các câu hỏi sau. Câu số 1, tại sao nói thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn của cả nước?
Câu số 2, tại sao nói thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm văn hóa, khoa học lớn? Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn vì có nhiều ngành công nghiệp. Cái thứ hai là có nhiều chợ và siêu thị lớn. Cái thứ ba là có sân bay quốc tế và các cảng biển lớn. Các con cùng nhau quan sát. Đây là ngành dệt may. Đây là dây chuyền lắp ráp tivi. Đây là ngành luyện kim. Và đây là ngành điện. Đây là ngành dệt may, ngành sản xuất vật liệu xây dựng, ngành điện và ngành cơ khí. Chúng ta có các chợ và siêu thị lớn như chợ Bến Thành, siêu thị điện máy Nguyễn Kim, siêu thị Topmart, siêu thị Lotte Mart và còn nhiều chợ và siêu thị lớn ở thành phố Hồ Chí Minh nữa. Đây là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây là cảng Sài Gòn. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm văn hóa, khoa học lớn vì có nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, có nhiều viện bảo tàng và có nhiều nhà hát, rạp chiếu phim, các khu vui chơi giải trí. Ở đây các con thấy đây là Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là Viện Công nghệ Sinh học. Đây là Trường Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Viện Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là Bến Nhà Rồng. Bến Nhà Rồng là nơi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Hiện thương cảng Nhà Rồng được xây dựng lại thành Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đây gắn liền với sự kiện lịch sử là nơi mà Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước. Và có các khu vui chơi giải trí lớn như là công viên Đầm Sen, khu du lịch Suối Tiên, nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Thì qua bài học này ta rút ra kết luận, thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông Sài Gòn. Đây là thành phố và trung tâm công nghiệp lớn nhất của đất nước. Các sản phẩm công nghiệp của thành phố rất đa dạng, được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và xuất khẩu. Bài học của cô đến đây là kết thúc. Cô chúc các con làm bài thật là tốt và các con có thể đọc trong sách, có thể tìm hiểu trên mạng để có thể mở rộng kiến thức và tìm hiểu về nơi mình đang sinh sống có những gì hay.